bự cái này thôi luôn á. Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh các vụ vượt cống thoát tim của các phương tiện đường thủy khi qua cống đập 10 cửa của Trà Vinh. Và hiện bây giờ các bạn có thể nhìn thấy cửa cống cũng đã được mở ra. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Rất là lớn các bạn, đi qua vừa khít cánh cửa luôn.
Thank you.
vào rất là lớn nha các bạn. Hiện tại là đi gần như là bít cái cửa cống này luôn, nên là tài công cho chạy rất là chậm để tránh va chạm. Nước cũng đang bình rồi nha các bạn, nên là cửa cống có nguy cơ sắp bị đóng, nên các tàu phải tranh thủ qua rất là chậm để tránh cho nước cuốn cái cửa vào. Một chiếc tàu rất là lớn nha các bạn, một chiếc tàu chở cát rất là lớn đang tiến vào ở cửa cống. Thank you.
cái cửa cũng đã dạt ra rồi nha các bạn. Hiện tại tài công cho chạy rất là chậm để ép cánh cửa vào bên trong. Vừa đủ lọt qua cánh cửa nha các bạn. Nguy cơ chiếc tàu này qua cái cửa sẽ đóng lại nha các bạn, nên hiện tại các anh em đằng sau tranh thủ nối đuôi nhau để có thể qua được hay không. Hiện tại cái cửa nó đang ép lại rồi các bạn, nó không có trả nó lại được. Cửa đã đóng lại luôn rồi các bạn ơi, những chiếc tàu sao không thể qua được rồi. Và đằng sau còn chờ chiếc tàu đã bị kẹt lại. Ở bên trong cũng còn một số tàu ghe bị kẹt lại luôn nha các bạn. Cái cửa đã đóng lại rồi nha các bạn. Video mình xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các video khác nhé. Chào tạm biệt các bạn.